bạn, hiện tại mình đang ở phòng tiểu phẫu số 6 tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Và ngày hôm nay mình xin mời các bạn cùng gặp gỡ một trường hợp vị khách hàng này đang thực hiện quy trình cấy nạp nội tiết tố. Và vai trò của nội tiết tố là như thế nào, quan trọng như thế nào đối với sức khỏe, nhan sắc và sinh lý nữ, thì xin mời các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ Phan Đông Vũ là người thực hiện chính cho quy trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác. Chào các bạn. Bác ơi, bác có thể chia sẻ cho các bạn biết được vai trò của nội tiết tố là như thế nào không ạ? Đầu tiên thì mình nói sơ về cái chị khách hàng này, thì đối với chị có tình trạng đó là da khô, tóc dễ rụng, đồng thời cái trong cái chuyện quan hệ tình dục thì cái sự ham muốn và cái dịch nó hơi ít, đồng thời chị có một cái tình trạng sức khỏe nó hơi có vấn đề, đó là chị bị stress và có những cơn mất ngủ vào ban đêm. Để cải thiện cái tình trạng này thì bác sĩ tư vấn cho chị đầu tiên là khám cái nội tiết, xét nghiệm nội tiết coi thử chị có vấn đề gì về nội tiết không, và phát hiện ra là chị đang bị thiếu hụt về nội tiết nên bác đã có chỉ định để cấy nội tiết cho chị. Nói về cái tác dụng của nội tiết tố thì tác dụng của nội tiết tố nó tác dụng từ trong quá trình hình thành giới tính, phần làm cơ quan sinh dục nữ đến sự điều hòa tinh nguyệt. Tiếp theo nó có tác dụng đến da, nó làm cho da căng bóng do cái tích trữ một lượng mỡ dưới da, đồng thời làm cho tóc mượt mà hơn. Ngoài ra do sự phân bố mỡ trong cơ thể thì cái nội tiết tố nó làm cho cái mỡ nó tích tụ nhiều hơn ở vùng ngực hoặc mông, nó giảm cái lượng mỡ ở vùng bụng, vùng eo, nó làm cho tạo dáng cơ thể nó hơi cong hơn, tạo ra cái hình dáng cơ thể giống như cái đường cong mềm mại. Khi mà mình cấy nội tiết tố thì mình có mất nhiều thời gian không bác? Cấy thì rất là nhanh thôi, trong vòng khoảng 5 phút. Theo chỉ định thì mình sẽ cấy ở vùng mông, tại sao mình phải là những vùng khác? Vì cái vùng mông giống như cái vùng mà mình tiêm thuốc TikTok á, thì những cái vùng mà mình có thể TikTok được thì những vùng đó nó an toàn, mình phải được. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân mà không thể cấy vùng mông thì mình có thể cấy ở nhiều vùng khác, miễn là nó không ảnh hưởng đến các vị trí nguy hiểm là được. Thì mình cấy nội tiết tố này thì nó sẽ có tác dụng trong bao lâu hết bác? Thời gian tác dụng của nội tiết tố thì tầm khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Bởi vậy nên sau khoảng 4 đến 6 tháng thì khách hàng sẽ phải đi xét nghiệm nội tiết tố lại một lần để đánh giá lại tình trạng nội tiết tố như thế nào. Thì 1 năm thì mình nên đi xét nghiệm lại 2 lần để kiểm tra. Mình có thể bổ sung dần theo thời gian đúng không bác? Do cái nhắc thêm một cái là cái nội tiết tố nó khác với lại cái quay thứ hai. Thì nội tiết tố thì mình thấy là cái theo cái lượng thiếu hụt của chính cơ thể cũng như là thì cái thời gian hấp thu của cái nội tiết tố nó dần dần, còn không giống như cái người thai là nó có một cái hàm lượng nhất định trong thời gian khoảng từ 3 đến 5 năm thì tùy loại của cái đó. Thì trong cái khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm là thời gian mà cái viên nội tiết tố thì nó sẽ phát huy cho khách hàng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của cơ thể đúng không ạ? Chính xác. Thì trước khi mà mình cấy nội tiết tố thì cần phải xét nghiệm về nội tiết tố nữ cho nó chính xác nhất và mình có một cái liều lượng điều chỉnh nó phù hợp đúng không ạ? Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi bác sĩ Phan Đông Vũ sẽ tiến hành cấy nội tiết tố cho vị khách hàng này nha. Thank you.
đau nhiều không? Và nhanh nhất nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Chào các bạn.